Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị về cây vải không hạt. Thì hiện tại cây của mình chiều cao của cây tính từ miệng chậu đi lên thì nó cao tầm khoảng là 70cm. Và cây đang rất là khỏe mạnh luôn. Cây đang được nuôi ở trong cái chậu xe chín đó quý cô chú anh chị. Thì cây vải thì rất là dễ trồng, rất là dễ chăm sóc nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà quý cô chú anh chị ở những cái tỉnh đó có thời tiết nóng giống như ở miền Tây quê hương Ngọc Ngân, giống như ở Bến Tre thì mình trồng cây vải cũng rất là tốt, cây lên xanh ôm luôn. Nhưng mà khi mà muốn cây ra trái thì mình phải xử lý kỹ thuật có quý cô chú anh chị. Mình phải ủ gốc, tại vì thời cái nhiệt độ thích hợp để cây mà ra trái đó là từ 8 cho đến 12 độ C. Thì do đó là quý cô chú anh chị nào mà ở những cái tỉnh có thời tiết nóng thì mình hãy cân nhắc trước khi mình trồng cây vải không hạt nha quý cô chú anh chị. Bên cửa hàng của Ngọc Ngân thì có rất là nhiều những cái loại cây trồng, cây giống, hoa kiểng đẹp luôn. Thì quý cô chú anh chị hãy bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới nha quý cô chú anh chị. Bên cửa hàng của Ngọc Ngân thì bao gồm những cái giống xưa cũ, những cái giống hiện nay và cả những cái giống mới nhất, hot nhất ở trên thị trường. Nhưng mà hot nhưng mà cũng phải có sự chọn lọc không quý cô chú anh chị. Bây giờ thì có rất là nhiều những cái dòng cây mới ở nước ngoài du nhập vào nước ta luôn. Nhưng mà bên cửa hàng của Ngọc Ngân thì sẽ tuyển lựa những cái giống mà nó phù hợp với khí hậu cũng như là dễ trồng, dễ chăm sóc cho hoa trái, thì để giới thiệu với quý cô chú anh chị để mang lại những cái niềm vui nho nhỏ cho quý cô chú anh chị. Thì cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, có thật là nhiều thành công ở trong cuộc sống nhé.